Vâng, em xin chào anh em mình. Em xin chúc anh em mình buổi trưa vui vẻ nha. Thì anh em mình nếu mà đang có sưu tầm được những cặp bát 40 hoặc là 50, những cặp bát hay, và đang tìm kiếm cho em đó một cái con chép còi để mình phối ghép mình chơi nha các bạn ha, và có luôn phân tầng. Thì anh em mình theo dõi video này, nếu mà anh em mình cảm thấy cái bộ còi này phù hợp thì anh em mình sưu tầm về, anh em mình phối ghép, hoặc là anh em mình thích hỗ trợ thêm cái dãy cao, tiếng khò khè ha, tiếng khò khè và tiếng lèn xèn, thì anh em mình mua về để hỗ trợ thêm cái bộ dàn âm thanh của mình nha. Thì trước màn hình anh em đang xem, đây là một cái củ còi của anh Test Lan Xin. Thì củ còi này có model là 807-8A nhìn em ha. Đó, cái cặp này thì anh em mình thấy đó, tình trạng còn cũng khá là đẹp nè. Đó, cùi chép mặc dù được hãng sản xuất năm 1970 các bạn ơi ha, 1970. Cho đến thời điểm này nó cũng 54 năm rồi ha. Thì một tí nữa mình sẽ quay giao lưu anh em mình xem cái đai farm phía bên trong nó còn tình trạng như thế nào, nó còn đẹp hay không ha. Thì với cái cũ mà 807 này các bạn, thì giải tầng sẽ được đáp ứng là từ 800 Hz cho đến 20.000 nha. Đó, anh em mình có thể sử dụng làm chép được luôn hoặc là mix chép được nha các bạn. Đấy, mình sẽ quay ngoại hình anh em mình xem và tham khảo. Thường anh em mình mua hàng thì thường mình bán hàng thì mình bán ở xa thì nhiều ha. Sài Gòn thì cũng có nhưng mà ít nha các bạn, ít nha các bạn. Nhưng mà anh em mình cũng không có tới nhà mua đâu, chốt xong thì mình ship đi thôi nha. Thì giờ đi theo cái ba cũ 807 này á, là hồng kèn 811B. Hồng kèn 811B này á, thì nó nhỏ hơn cái 511 một tí. Nó có chiều ngang là 47 và chiều cao là 22 ha, chiều cao là 22. Để mình đo cái chiều sâu anh em mình tham khảo luôn ha. Thì chiều sâu mình đo từ cái đỉnh này tới đây thì nó là 35 anh em ơi, 35. Tem chỗ này thì nó hơi bị gách một góc nha các bạn, gách một góc. Mình quay cho anh em mình xem nè, ở càng khá là đẹp nha, miếng sơn cũng còn rất là ok nè ha, rất là ok đó. Đây các bạn, ở đây nó có thêm một cái tem phụ nữa ha. Rồi mình quay cái bên này luôn anh em mình xem. Đây các bạn, thì cái họng 811B này anh em, thì hãng có dập nổi ở trên cái mép này các bạn ha. 511 thì mình thấy không có. Đây các bạn, còn rất là ok nè. Tem bên đây thì nó còn nguyên ha, tem đây là còn nguyên. Đó, để mình xem coi con này là 230, 34, 30, 34. Con này 30, 52. Nó cũng khá là gần nhau nha anh em ha. Rồi đi kèm cái củ còi sẽ là một cái cặp phân tầng ha, N801-8A. Đây các bạn, thì ở đây nó sẽ có cái tinh chỉnh nè, hộp còn nguyên nè anh em ơi, hộp còn nguyên ha. Đó, thì cái viền này thì nó cũng có hơi bị oxy hóa một tí ha, mấy chục năm rồi anh em, nhưng mà còn viên zin và hoạt động tốt. Bây giờ mình sẽ ghép vô, mời anh em mình nghe động test để cảm nhận một phần nào đó chất âm của cái đôi củ còi 807-8A này, cũng như là để mình biết được là cái cặp còi này đang hoạt động hoàn chỉnh ok. Rồi mình sẽ mời anh em mình xem cái đai farm phía bên trong ha. Rồi em xin mời anh em mình nghe động test ha. Em sẽ ngồi cố định nha anh em. Lỡ bát mình để 12 giờ anh em mình ha.
Rồi bây giờ em xin tháo cái nắp này ra ha, và anh em mình xem cái đai phàm mình trồng nó trong tình trạng như thế nào nha anh em. Đấy. Cái củ còi anh test đó các bạn ơi, thì nói chung là gọi là đẳng cấp rồi, anh em mình thích thì anh em mình sưu tầm chơi thôi, còn về chất âm thì anh em mình hỏi nó nghe có hay hay không, thì nghe có hay hay không thì thật sự là em cũng không biết trả lời như thế nào nữa các bạn. Đồ hãng thì chất lượng âm thanh thì nó ok rồi đấy, tùy theo cái nhu cầu của anh em mình nghe như thế nào rồi, mình muốn biết hay hay không thì mình phải trải nghiệm ha các bạn. Đồ hãng thì chắc chắn là phải hay. Hôm qua em có gặp ông anh, ổng tới nhà ha, anh bảo là mình quay video mình nói chuyện hơi thẳng tính đó, nói chung là nói chuyện hơi khó nghe, chứng chướng tai các bạn. Lại gần thì tiếp xúc thì nó khác hơn rất là nhiều nha anh em ha, khác hơn rất là nhiều. Đây các bạn, bên trong anh em mình thấy còn khá là đẹp. Thì tính mình thì cũng hơi kỳ kỳ ha, không có giống như các shop khác, nói chuyện thì mượt mà, yêu thương chiều chuộng. Nói chung là mượt mà, yêu thương chiều chuộng thì anh em mình cũng cẩn thận ha. Cái này mình không phải là nói xấu, nhưng mà mình thì cũng không thích vậy các bạn. Mình thích gõ gạt mau lẹ. Anh em mình đam mê, anh em mình có nhu cầu thì anh em mình phải tự tìm hiểu vậy nè, phải tự tìm hiểu chứ anh em mình đừng có tin người chơi quá ha, xin lỗi, tin người và người bán quá các bạn ơi. Mình phải tìm hiểu kỹ về cái thông tin sản phẩm mình chuẩn bị mua cho nó chắc, tại vì người bán thì người ta sẽ luôn luôn nói là sản phẩm của mình là tốt, chả có ai nói sản phẩm của mình là xấu cả. Rồi mình sẽ tháo cái này anh em mình xem ha. Mình bán hàng thì chung là anh em nào đam mê dữ lắm thì người ta mới mua thôi, còn anh em nào mà dạng như tò mò muốn chơi cho biết thì hỏi em, nhiều lúc thì lại không mua được hàng đấy các bạn, bởi vì cái dở của mình là vậy nè, cái dở của mình là vậy. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái nắp nha. Anh em mình thấy không, đai phàm là ken xì beng luôn các bạn ơi. Đây các bạn, còn gì bằng nữa. Anh em mình thấy cái đế em ăn của nó nè, ken bún lưỡng nha. Mình cũng rất là hên, cũng rất là may mắn các bạn ơi, hàng của mình về thường mấy cái này nó
thường nó ken các bạn, thường là nó ken. Đó, ken là hàng đi từ eBay về các bạn ơi, eBay hàng từ Mỹ về thì nó ken ha. Đó anh em mình thấy cái độ nét này, mặc dù là anh em mình thấy cái chỗ này nó cũng có hơi bị oxy hóa, nhưng mà anh em mình nhìn thấy cái nước nó, cái nước nó còn sáng các bạn ha, cái nước nó còn sáng. Đó, đây là anh em mình lưu ý nhờ cái điểm này ha, mình chia sẻ anh em mình. Đó thì coi như là mình vừa test và Zalo đến em là cặp một bộ củ còi anh test 807 ha, ông kèn là 811, phân tần là 801 ha. Thì anh em mình có nhu cầu sưu tầm thì anh em mình alo ha, anh em alo hoặc là add Zalo. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại nha. Em xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều, cảm ơn anh em mình thời gian qua đã quan tâm cũng như là ủng hộ sản phẩm mà em sưu tầm các bạn ơi. Đấy rồi.